Chào thầy và các bạn, sau đây em xin trình bày phần bài tập 7 xây dựng ứng dụng đầu xây dựng ứng dụng điều khiển ba thiết bị thông qua Bluetooth. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái giao diện trong phần activity.xml. Thì ở đây thì giao diện gồm các phần như là phần thứ nhất thì sẽ hiển thị ba cái đèn, phần thứ hai là hiển thị cái text view để hiển thị điều khiển thiết bị, phần thứ ba là hiển thị một cái list view để hiển thị danh sách Bluetooth và một cái nút nhấn để nút nhấn scan để là nghe kết nối và kết nối với Bluetooth. Thì đầu tiên thì ta tạo theo cái layout theo cái thuộc tính là Linear Layout. Thì chúng ta sẽ chia cái Linear Layout có wireframe là 150. Thì sau đó chúng ta sẽ tạo một cái Linear Layout nhỏ để tạo hình ảnh ba bóng đèn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo một cái text view để hiển thị cái chữ là điều khiển thiết bị. Thì cấu thành thiết kế giao diện thì các bạn đã thực hành nhiều nên mình không cần nói trình bày ở đây. Thì ở phần string thì chúng ta sẽ thêm một số có chuỗi như là email line 1, email line 2 và pattern scan. Còn phần demand thì chúng ta sẽ thêm số như là activity horizontal margin và activity vertical margin. Này là cái activity nhà hình dọc hay hình ngang. Trong cái manifest thì chúng ta phải cấp quyền cho các Bluetooth như là permission Bluetooth và Bluetooth admin. Ở đây là đến phần Code Java. Thì đối với Code Java thì đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo các biến như là email view, email line 1 và email line 2 thuộc cái email view, và cái list thiết bị sẽ là dạng list view, pattern scan thì nó là button. Và chúng ta sẽ sử dụng các gói Bluetooth API trong Android Studio để kết nối Bluetooth. Thì chúng ta sẽ sử dụng gói Android Bluetooth có sẵn và nó sẽ cung cấp các lớp quản lý chức năng Bluetooth, chẳng hạn như việc phát các thiết bị lân cận đang hoạt động và kết nối với các thiết bị và quản lý truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Thì cái gói Bluetooth thì nó sẽ gồm các lớp như là Bluetooth adapter, Bluetooth device. Điều Bluetooth adapter thì cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ cơ bản, chẳng hạn như bắt đầu phát hiện ra thiết bị và truy vấn vào các thiết bị đó. Tạo một cái Bluetooth driver bằng cách sử dụng một cái điều chỉ MAC để biết đến và tạo ra cái Bluetooth server socket để lắng nghe yêu cầu kết nối từ các thiết bị khác. Bluetooth driver thì nó sẽ cho phép tạo các kết nối với các thiết bị và truy vấn thông tin về nó, chẳng hạn như tên và địa chỉ. Thì chúng ta sẽ này là các cái dữ liệu mặc định trong khi chúng ta tạo Bluetooth. Thì chúng ta sẽ có giá trị như là line status là dạng và kiểu boolean, ban đầu nó là false, và tương tự đối với line status 1 và line status 2. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xử lý cái sự kiện, chúng ta sẽ thực hiện việc ánh xạ cho các bức ảnh như là email view line, thì nó sẽ gắn cho cái line 2, email view line 1 sẽ gắn cho line 1 và email view line sẽ gắn cho email view, và cái danh sách này sẽ gắn cho cái biến là list view driver và button scan thì sẽ gắn cho cái pattern scan. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo một cái ID để kết nối Bluetooth và mình sẽ
xử lý cái sự kiện cho click view. Là click view là sẽ set annotator, nó sẽ tạo một cái annotator và dùng cái hàm intent để gọi cái khởi động cái Bluetooth. Thì ở đây thì xử lý cái dữ kiện là xử lý cái sự kiện cho nút nhấn BTN scan thì sẽ dùng cái hàm find, là nó sẽ đi tìm Bluetooth. Khi chúng ta thực hiện click view, nó sẽ ra được cái danh sách thiết bị và cái nó sẽ đọc được cái địa chỉ vào cái vị trí của cái Bluetooth. Nếu mà chúng ta nhấn vào thì nó sẽ test ra cái chuỗi là đang kết nối và nó thực hiện cái hàm connected. Khi mà chúng ta nhấn vào cái bức ảnh hiện highlight thì nó sẽ xử lý sự kiện. Nếu mà cho phép gửi mà bằng 1 á thì sẽ kiểm tra tiếp theo. Nếu cái live status này mà bằng 1 thì nó sẽ ghi dữ liệu là 0, nếu sai thì nó sẽ ghi dữ liệu 1 và đồng thời nó bắt đầu lắng nghe cái dữ liệu. Tương tự đối với email line 1 và email line 2. Tiếp theo là cái hàm on. On là để bật Bluetooth. On để bật Bluetooth. Nếu mà thiết bị Bluetooth chưa bật thì nó sẽ bằng cái thì nó sẽ bật và Bluetooth bằng cái hình tên đây. Nếu thì Bluetooth đã xuất ra một thông báo là Bluetooth on ready, thì tiếp đến ta sẽ thì tiếp theo thì chúng ta sẽ xử lý nút scan cho nó. Thì ở đây tiếp theo chúng ta sẽ lấy tên của thiết bị lưu vào cái analyst và lấy địa chỉ của thiết bị lưu vào một cái analyst address và dùng cái operator để hiển thị các tên thiết bị trong analyst ID. Khi nhấn vào tên những thiết bị web thì nó sẽ kết nối với thiết bị là thông qua một cái lắng nghe được đăng ký, và trong cái lắng nghe này thì sẽ gọi một cái hàm là connected để kết nối với thiết bị mong muốn. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành cái bước cơ bản để kết nối với một thiết bị với Bluetooth kép được. Mà khi muốn gửi lệnh điều khiển thì chúng ta chỉ cần chạm vào cái email view, ứng với ứng dụng sẽ gửi cái lệnh điều khiển nhờ một con đường lắng nghe được đăng ký. Đây, đường lắng nghe được đăng ký khi chúng ta nhấn. Trong lắng nghe thì sẽ gọi hai hàm con khác nhau là wire data để gửi dữ liệu đến bộ điều khiển và tùy thuộc vào trạng thái đèn, nếu dữ liệu đó sẽ khác gửi dữ liệu sẽ khác nhau. Nếu mà đèn đang sáng thì light status bằng true thì nó sẽ gửi một số hay không để gọi lệnh tắt đèn. Ngược lại thì cái begin listen for data để nhận gửi dữ liệu phản hồi về. Trong cái hàm begin listen for data thì chúng tôi sẽ dùng một biến dạng như string là data để lưu cái ký tự nhận về. Nếu mà bộ điều khiển trả về on thì nó sẽ thay đổi email view biểu tượng bóng đèn sáng và đặc biệt trạng thái là live status là true. Nếu ngược lại dữ liệu trả về off thì nó sẽ email view nó hiển thị cái biểu tượng đèn tắt và điên cái biến trạng thái live status là false. Và tất cả các hàm trên thì xây dựng sẵn thì chúng ta sẽ lấy từ thì chúng ta sẽ cho những cái ứng dụng tương tự tiếp theo. Thì sau khi tích thực hiện xong bằng cách Java thì mình sẽ thực hiện cái demo cái sản phẩm sau khi mình thực hiện.